Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn 28 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật uh, trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. thân hình xong như quỷ vương chấn động cô ta đột nhiên đáp xuống mặt đất trên khuôn mặt lóe lên tỳ sáng màu xanh tím hiển nhiên việc đột ngột xuất hiện một đội ngũ chiến đấu siêu cường cô ta thực sự chấn động không dám khinh xuất vọng động nữa một lát sau phương môn chủ phải chăng ngươi có chút hiểu lầm ta rồi bản vương cùng ngươi trước kia không hề qua lại với nhau bản vương cũng không tham gia cuộc chiến giữa hai phái chính tả cho nên giữa hai chúng ta không hề có oán cừu gì Hôm nay ngươi bày ra một trận chiến khủng bố đến như vậy Để bao vây bản vương Ngươi nói là ngươi muốn nói chuyện Nhưng bản vương có thể nhận thấy Ngươi không hề có ý muốn nói chuyện tốt đẹp gì với ta Chẳng lẽ ý của ngươi là muốn ép buộc bản vương Phải làm gì đó cho ngươi hay sao Sau ngư quỷ vương âm thanh bất định nói ra những lời này Cô ta không dám trời thề Ngôn từ trong lời nói cũng rất cẩn thận cho dù là chỉ trích tôi cũng tương đối nhẹ nhàng đây cũng là điều bình thường người ta đứng dưới mái hiên phải cúi đầu cho dù là quỷ vương cũng phải như vậy lúc này cô ta đang rơi vào tình cảnh hoàn toàn bất lợi trong hoàn cảnh như vậy cho dù cuối cùng không thể bị bao vây và giết chết được cô ta nhưng mà nếu đánh cho cô ta trọng thương cũng không khó điều quan trọng nhất chính là cô ta thực sự không cần phải chiến đấu một sống một chết phí tôi phải không? Các hạ đừng hiểu lầm, ta bày ra thiết lực này chỉ là ta muốn chứng tỏ môn chủ bản. Chỉ là ta muốn chứng tỏ môn bản chủ có đủ tư cách, ta tự tin có thể ngồi xuống cùng ngươi nói chuyện. Ta cũng không hề có ý định uy hiếp ngươi, thứ ta yêu cầu chỉ là cơ hội để nói chuyện. Còn việc các hạ có tu thiếp đề nghị của ta hay không, ta tôn trọng sự lựa chọn của các hạ, đây chính là ý tứ của ta. Từ vậy nhẹ tay bọn Lam Liên lập tức ẩn thân trong không trung Thật ra đều là thi triển chút pháp thuật ẩn thân mà thôi Nhưng bởi vì đạo hành của bọn họ rất cao Ngay cả người đồng cấp đạo hành cũng rất khó phát hiện ra được Những gì tôi đã nói không phải là một lời uy hiếp Nhưng mà nó thực sự là một lời đe dọa Nếu không thể hiện ra thiết lực song ngư quỷ vương xảo quyền đa nghi Làm sao cô ta có thể không ngoan ngoãn nghe lệnh mà ngồi xuống nói chuyện với tôi. Song Ngư Quỷ Vương nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp. Đột nhiên cô ta mỉm cười mà nói: "Nếu đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, bản vương sẽ ngồi lại nghe môn chủ có cao kiến gì muốn đề nghị." Phương môn chủ Ta nghĩ ngươi có thể thành thực nói thẳng ra. Nghe đến việc ngươi biết trước ta sẽ xuất hiện ở nơi này. Không nghi ngờ gì nữa, năng lực tình báo của ngươi quá siêu cường vậy thì lúc này mang sơn đang khai mở ngũ hành cấm chế các quỷ vương đang bận tái xếp lại thứ hạng quyền lợi đang được sắp xếp lại ngươi đều đã biết rồi phải không xong như quỷ vương nói xong lời này cô ta tùy tiện vẫy tay một cái âm khí ngưng tụ thành một tòa vương tỏa cô ta từ từ ngồi xuống hơn nữa cô ta còn rất khách khí dùng âm khí ngưng tụ thành một vương tỏa cho tôi ngồi đối diện cô ta khoảng cách chỉ chừng 5-6 mét. Tôi thản nhiên nói, đương nhiên là ta đã biết, không hề khách sáo tôi bước tới, ngồi xuống vương tọa thậm chí còn không hề phòng bị gì. Tôi không lo cô ta sẽ làm gì trên vương tọa để ngưng tụ bằng âm khí. Phương môn chủ thật là can đảm, Thế không sợ vương tọa trở thành cảm bẫy sao. Ánh mắt của song ngư quỷ vương lóe lên những đảo quang màu tím, cô ta hỏi một câu đầy ẩn ý, muốn nói chuyện với các hạ nhất định phải tỏ lòng thành như vậy ta mới không phụ lòng các hạ hơn nữa ta cảm thấy các hạ đã sống trong mang sơn quỷ vực nhiều năm như vậy các hạ là người cực kỳ thông minh tất nhiên sẽ có thể nhận ra ý tứ của bản môn chủ nếu như các hạ có như vậy mà hạ thủ đối với bản môn chủ như vậy ta sẽ phải nghi ngờ đầu óc của các hạ có vấn đề rồi tôi ngồi khoanh chân thản nhiên nói ra những lời này thật ra thì bọn lam liên và những người khác vẫn đang có mặt song ngư quỷ vương thật sự dám làm trò của mấy con thiêu thân đó chẳng qua là cô ta chán sống rồi điều này không cần phải nói rõ cả hai bên đều đã hiểu được nhau tôi sẽ giả tỏ ra là người rộng lượng vẫn còn rất nhiều thời gian quỷ vương kiếm đàn mới tìm đến đây vì vậy tôi không cần phải vội vàng lại nói chuyện với song ngư quỷ vương không chỉ vì một việc của quỷ vương kiếm đàn. Nói thật là tôi cần phải có đồng minh trong nội bộ của mang sơn quỷ vực. Điều mặt với số lượng ngày càng tăng lên, đạo hành của địch nhân cũng ngày một cao. Tôi muốn cho tứ diện hoa khai, bố cục ở khắp mọi nơi. Dù sao thì vẫn còn tốt hơn là không làm gì cả. Sông ngư quỷ vương chớp chớp đôi mắt quỷ cười nhạt nói, Tốt lắm, Bản Vương đã nhận được thành ý của môn chủ, vậy thì môn chủ hãy nói đi, mất công để giữ Bản Vương lại, rốt cuộc là muốn Bản Vương làm việc gì đây?" Từ đưa đôi mắt nhìn chầm chằm vào đôi mắt nữ quỷ Vương đối diện, sau đó nói bằng một giọng rất nghiêm túc, "Đầu tiên ta và ngươi sẽ hợp lực vây sát quỷ Vương kiếm đạn, sau đó bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là đồng minh với nhau. Ta bí mật ủng hộ ngươi mở rộng thế lực ở Mang Sơn ngày càng lớn hơn." Ngược lại ngươi phải thông báo tin tức nội bộ của Mang Sơn cho ta biết Hỗ trợ ta chống lại cường địch Đây là việc lớn có lợi cho cả hai bên Mong các hạ xem xét cẩn thận trước khi trả lời sau ngư quỷ vương nghe đến đây Đôi mắt của cô ta bừng lên tia sáng tím Sau một thời gian ngẫm nghĩ Sao ngư quỷ vương lặng lẽ phun ra một luồng quỷ khí Hóa thành một luồng khói đen bốc lên trên không trung phương môn chủ một lần nữa ngươi lại làm cho bản vương kinh ngạc rồi ngươi thu thập tin tức tình báo quá lợi hại làm sao ngươi biết được quỷ vương kiếm đàn đang đuổi theo sau lưng bản vương đây tuyệt đối không phải là tùy tiền nói bừa được câu nói của ngươi đã chứng minh ngươi sớm đã biết được kiếm đàn đang đuổi theo ta từ lâu cho nên ngươi mới đề nghị hợp lực để vây sát kiếm đàn tuy nhiên vấn đề này nói thì đơn giản nhưng mà khi thực hiện có nguy hiểm rất lớn xác thực mang sơn hiện tại đang rất hỗn loạn chúng ta cùng nhau liên thủ giết chết kiếm đàn có thể sẽ không bị đám quỷ đi tuần tra ở các khu vực khác phát hiện nhưng mà ngươi cũng đừng quên đối phương chính là quỷ vương kiếm đàn một khi không thể giết chết được hắn hắn có thể trốn thoát thành công chỉ cần tin tức được truyền đi cho quỷ vực những quỷ vương khác lớn hơn có thể tha mạng cho ta hay không? Ta sẽ bị sự tội tư thông với địch ở bên ngoài. Ta sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Bởi đây chính là điều cấm kỵ nhất đối với mang sơn quỷ vực. Ánh mắt của Song Ngư Quỷ Vương rất quỷ dị. Rõ ràng là cô ta đồng tâm trước lời đề nghị của tôi. Cô ta rất muốn giết chết Quỷ Vương kiếm nàn kẻ đang uy hiếp địa vị của cô ta nhưng mà vẫn sợ hãi nhìn trước ngó sau điều bộ như phía trước sợ sói phía sau sợ hổ vậy đây chính là thói quen của các lão quỷ bọn họ luôn suy nghĩ quá nhiều so với những người trẻ thường ít máu lửa hơn họ luôn chú trọng đến chữ ổn định nhưng họ không biết được rằng có những lúc phải mang chính mạng sống của mình ra để đánh cược nếu không sẽ không bao giờ có ngày ngẩng đầu lên được Cổ hủ là đúng nhưng mà nếu cứ tuân theo quá nhiều quy tắc như vậy sẽ làm mất đi phương diện nhạy bén của mình. Đó cũng không phải là điều tốt. Quỷ vương kiếm đàn đã nói như vậy tôi đã có thể hiểu được tại sao suốt bao nhiêu năm qua song ngư quỷ vẫn xếp ở hàng thứ 19 rồi. Cô ta có quá nhiều điều cần phải lo lắng. Muốn mọi thứ đều phải chu toàn kết quả là bị trói tay trói chân. song ngư các hạ các hạ làm quỷ đã quá lâu rồi Cho nên là đã quên câu nói của người sống rồi sao Cuộc đời người có được mấy lần Cơ hội lớn đang ở ngay trước mắt Ta cùng với ngươi chung tay liên kết Mai phục ở nơi này chờ kiếm đạn kéo tới nơi đây Thành thật mà nói thì tôi có ân oán cá nhân với hắn ta cho nên là các hạ không cần phải lo lắng về việc ta không tận tâm ra tay. Thực lực của bên chúng ta các hạ đã thấy rồi đấy Chưa đến việc chúng ta phục kích bất ngờ ra tay Trong tình huống thực địa của bên ta chấn áp được đối phương Sạc xuân diệt thiệt hắn ta đã đạt tới 70% Cho dù có sự cố ngoại ý muốn mà hắn ta trốn thoát ra được Ta có thể đảm bảo Kiếm đàn nhất định sẽ bị trọng thương Đạo hành sẽ giảm xuống dưới hàng quỷ áo tím Các hạ thường nghĩ mà xem một khi tu vi đạo hạnh giảm xuống đến hàng quỷ áo tím liệu hắn ta có dám quay lại mang sơn quỷ vực hay không có bao nhiêu kẻ đang chờ lột ra nuốt chừng hắn đây hắn ta sẽ không dám quay lại mang sơn quỷ vực vậy chuyện bất ngờ bị công kích sẽ nói thế nào đây có một số kênh thông tin nói rằng các hạ tư thông với kẻ địch bên ngoài đó là thủ đoạn mà hắn ta có thể sử dụng được nhưng mà ai có thể chứng minh được tính xác thực đây các hạ hoàn toàn có thể phủ nhận được tin đồn đó các hạ luôn có những quỷ vương đạo hữu cùng trận tuyến trong quỷ vực bọn họ sẽ ủng hộ các hạ đó chính là sự thật cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã dừng lại khi kiếm đàn hồi phục quay trở lại không chừng với sự giúp đỡ của ta các hạ đã lên đến hàng quỷ vương trong top ba rồi khi đó càng không cần phải sợ hắn ta, các hạ còn chần chừ gì nữa. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt đối phương, một nụ cười tự tin hiện ra nơi khóe miệng. Xong ngư quỷ vương trầm tư một lúc lâu, đột nhiên cô ta ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng rồi nói. Lời của phương môn chủ rất thấu triệt, ta xin nghe lời thụ giáo. Đừng, xong ngư các hạ, kể thần các hạ còn hiểu về hình thức hơn ta chẳng qua là các hạ muốn thử xem ta có nói rõ được hay không mà thôi. Ý tứ không gia nhầm đội ngũ heo, bản môn chủ có thể hiểu được. Nhưng mà nếu các hạ muốn chân thành hợp tác với ta, sự thăm dò này hoàn toàn không cần thiết, sau này không nên áp dụng nữa. Ta có thể đảm bảo rằng ta xuất sắc như thế nào, nhưng mà tuyệt đối sẽ không làm vướng chân các hạ. Các hạ lo lắng quá nhiều rồi, các hạ tự nói mà xem phải chăng là đạo lý này. Tôi nhìn song ngư cười nói. Sắc mặt song ngư đen lại. Đây cũng là tương đương với việc nữ nhân bị đỏ mặt. Rõ ràng là cô ta đang xấu hổ khi suy tính của cô ta lại bị tôi nói toạc ra. Nhưng dù sao cô ta cũng là lão quỷ cho nên rất nhanh đã điều chỉnh lại được. Cô ta đứng dậy trên môi nở một nụ cười trực tiếp bước tới Xong ngư quỷ vương vươn trào quỷ ra nhẹ giọng nói Hợp tác vui vẻ thế cũng đứng dậy và đưa tay ra Trước khi tiếp xúc với quỷ trào của đối phương tuyệt lệnh lùng nói Tiền đề của sự hợp tác là các hạ không được giết người vô tội một cách bừa bãi Một người cũng không được Quỷ quái và con người đều giống nhau Cũng được phân chia thành thiện ác Ta không yêu cầu các hạ trở thành một quỷ vương thiện lương nhưng nếu các hạ đi theo hướng tà ác, ta nhất định sẽ giết chết không thả. Nói xong lời này, tay của tôi dừng lại trước quỷ chảo khoảng cách không đến 10cm. Tôi lặng lẽ nhìn chầm chầm vào đôi mắt quỷ của đối phương, chờ đợi sự hồi ứng của cô ta. Phương Cường, ngươi thật sự tìm đúng quỷ rồi, ngươi có thể thử đi thăm dò xem. Trong số rất nhiều quỷ vương trong mang sơn quỷ vực, ai là kẻ giữ giới hạn bằng ta? Sinh tiền bản vương là một thiên kim tiểu thư gia đình hào môn, không hề có tập quán tùy tiện hại người. Song ngư đã bật cười cô ta vươn người về phía trước rồi nắm lấy tay tôi. Hợp tác vui vẻ. Tôi mỉm cười tay nắm chặt quỳ trào băng lạnh của đối phương với một hành động này. Từ nay tôi đã có thêm một đồng minh là quỷ vương rồi. Tiếp theo tôi cùng sông ngư quỷ vương thảo luận chi tiết về cách thức vây sát quỷ vương kiếm đàn. Thời gian dự kiến của tôi là khoảng 12 giờ 50 khi đó quỷ vương kiếm đàn sẽ xuất hiện. Vì sự chính xác của tin tức tình báo, song ngư quỷ vương không phản đối gì. Cô ta căn cứ vào thời gian này để lên kế hoạch bao vây, tiêu diệt quỷ vương kiếm đàn. Không phải là đánh bại mà là phải tiêu diệt mục tiêu này còn khó khăn hơn cả đánh bại gấp trăm lần sau khi quỷ vương kiếm đàn đến mang sơn quỷ vực hắn ta đã mang theo hàng vạn âm binh của riêng mình trong mang sơn cũng tương đối nổi danh trong thế giới bên ngoài hắn ta còn có một sư phụ rất khủng bố làm hậu thuẫn đó chính là sư nương vương chỉ mai của tôi đây chính là một thế lực ngày càng không thể ngăn trở được theo như lời nói của song ngư quỷ vương không chỉ địa vị của cô ta đang bị đe dọa mà ngay cả địa vị của một số quỷ vương khác cũng đang bị đe dọa đương nhiên bọn họ sẽ không thân thiện với quỷ vương kiếm đàn nghe xong quỷ vương nói như vậy thì tôi cảm thấy rất yên tâm quả nhiên nội bộ của mang sơn quỷ vực không phải là một tấm sắt liền điều này quá tốt nếu có nhiều quỷ vương đồng tâm đồng chí như vậy sẽ rất khó để mà đối phó nhưng hiện tại thì sao tôi đã có cơ hội để chia rẽ bọn chúng đối phương quá mạnh thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải sử dụng thủ đoạn này trong tình thế áp lực lớn như vậy nếu như quỷ vương kiếm đàn bị tiêu diệt mang sơn quỷ vương có lẽ sẽ không có phản ứng gì cứ nói ngay về đám quỷ vương đã kết giao với sư nương họ cũng không muốn nhìn thấy sức mạnh của quỷ vương đến sau càng trở nên lớn mạnh phải không ngoài ra nếu kiếm đàn không còn nữa liệu quân đoàn âm binh của hắn ta có được trực tiếp hợp nhất vào quân đoàn âm binh của mang sơn không nếu được chia đều sức mạnh âm binh dưới quyền của mỗi quỷ vương sẽ tăng lên rất nhiều vì vậy nếu kiếm đàn bị tiêu diệt mang sơn quỷ vương thậm chí còn có thể lén cười thầm nhưng có một điều tôi phải cân nhắc đó chính là với tư cách là thủ hạ thân tín của vương chỉ mai một phi quỷ vương kiếm đàn bị tiêu diệt tin tức được truyền đến cho sư nương có lẽ mối quan hệ với tôi sẽ sụp đổ ngay lập tức với lời hứa ba lần đốt bông hoa cầu viện có thể sẽ không tiếp tục sử dụng được nữa rồi bởi vì tôi đã giết chết đại tướng thần tín nhất của sư nương nếu đã như vậy cơ hội bao vây sát quỷ vương kiếm đạn thì cũng không muốn bỏ lỡ sớm muộn gì thì xuyên nương cũng sẽ trở mặt sớm hơn hay là muộn hơn một chút sai biển cũng không lớn địa bàn cư trú của vương chỉ mai và hoang lão lĩnh nằm ngay bên ngoài thành phố nơi tôi ở giống như là một lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu nó luôn có một mối họa lớn nó chủ định tôi và bọn họ không thể cùng tồn tại không biết sau này sẽ phát triển ra sao cứ thuận theo tự nhiên là được rồi nước tới thì đắp đập để xem ai sợ ai rất có thể sau khi giết chết được quỷ vương kiếm đàn sơn nương sẽ vứt bỏ nguyên tắc tạm thời không giết tôi đi không thành vấn đề tôi sẵn sàng đón tiếp với những việc này tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi do vì sự tồn tại ngũ hành cấm chế của quỷ vực đại quỷ lực trường sẽ xung đột với nó cho nên tôi không thể sắp xếp đại quỷ lực trường ở đây càng không thể bày bố không gian cấm chế được nếu tôi có thể bố trí được trường lực để giam hãm quỷ vương kiếm đạn, tôi càng chắc chắn sẽ giết được hắn cơ hội chỉ thoáng qua là mất tôi chỉ có thể quyết đoán hành động không thể bố trí được trường lực chỉ có thể dốc toàn lực phát huy tối đa hiệu quả để vây sát tỷ lệ thành công tương đối cao rất đáng để mạo hiểm sau khi đáp bàn bạc ổn thỏa chúng tôi yên tâm phục kích ở mọi phương vị thứ âm thầm dùng âm hồn xuất khiếu thân thể vẫn giao cho tiểu tiên bảo quản kim ngọc hoa và tiêu ngọc hỗ trợ canh giữ ba người bọn họ không cần phải tham gia vào vụ ám sát dùng bàn thể ám sát vợ chồng tăng tú khuynh không thành công lần này tôi trực tiếp dùng âm hồn xuất khiếu đồng thời chuẩn bị trước cho việc thúc động năng lực chuẩn bị của mắt vải Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ quỷ vương kiếm đàn bước vào trong cảm bẫy. 12 giờ 51 phút, tôi đang phục kích ở nơi bên ngoài bức tường cao. Đột nhiên tâm thần của tôi chấn động. Tôi vội vàng quay đầu nhìn về phía xa, nhất thời đôi đồng từ của tôi có thắt lại. Tôi đã nhìn thấy quỷ vương kiếm đàn cưỡi con gút mã được trang bị áo giáp đang từng bước từ trong lớp sương mù dày đặc xuất hiện. Giống như khung cảnh trong ký ức của tôi, không có một âm binh nào đi theo bên cạnh. Điều này khiến cho tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quỷ vương kiếm đàn đang cầm một thanh kiếm bằng xương to lớn. Hắn ta đang làng hét vào bên trong bức tường cao, nói xong ngư quỷ vương đừng lẩn trốn nữa, hãy mau sông ra chiến đấu với hắn ta vụ một tiếng hét một bóng đỏ lóe lên song ngư quỷ vương trong chiếc áo choàng màu đỏ như máu từ trong bay ra thanh quỷ đao đen xị xuất hiện trong quỷ trào của song ngư quỷ vương hai quỷ vương lao vào chiến đấu với nhau công giống như trong ký ức song ngư không địch nổi đòn liên thủ tấn công chung của kiếm đàn và con cốt mã song ngư quỷ vương đã liên tiếp phải lùi lại Tôi âm thầm dùng khí lực bao bọc lấy trọng nói Lệnh cho Lam Liên và Long Yêu Phổ đang tàng ẩn đồng loạt ra tay Hai người bọn họ đã quen với việc sử dụng thân thể cường hãn của mình làm vũ khí Thì không cần quan tâm đến điều đó Chỉ cần họ có thể công kích được kiếm đàn Còn bọn họ dùng loại chiêu thức gì đối với tôi không quan trọng Quỷ đạo bí thuật, quỷ hòa cầu, âm khí cuồng lan âm lôi bảo bố quỷ di hình thuật Từ âm thầm niệm động chú ngữ đồng loạt thi triển bốn đạo quỷ thuật thành thục nhất thân hình thoáng động tôi đã xuất hiện phía sau lưng quỷ vương kiếm đàn khoảng cách chỉ chừng 3 mét những đạo quỷ thuật khác cũng đã bắt đầu hoạt động âm lôi từ trên không trung rơi xuống như thác đổ ngọn lửa cháy rừng rực từ quả cầu lửa lớn đã thiêu đốt thân thể của kiếm đàn vô biên âm khí tạo thành một cơn sóng thủy triều ầm ầm cuộn tới ở hai phương vị khác long yêu Phổ và lam liên hóa thành hai đạo quang nhất thời kích phát ra sát thương lực mạnh kinh người long yêu Phổ làm nhiệm vụ ngăn chặn con cốt mã tôi và lam liên có nhiệm vụ tiêu diệt kiếm đàn lúc trước kiếm đàn vũ động thanh kiếm bằng xương đại chiến với song ngư quỷ vương mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng quỷ khí của hắn ta đã bị tiêu diệt đi quá nhiều lúc này hắn ta đang ở trong trạng thái tương đối yếu điều này thận trọng hơn là hắn không thể ngờ được rằng mình lại bị ngoại địch công kích ở đây đây là một tình huống quá bất ngờ kiếm đàn đang đuổi theo sông ngư nhất thời bị đánh cho tối tầm mặt mũi dù sao hắn ta cũng là một kẻ lão luyện về phần đến cũng không kịp né tránh hắn ta cũng không né tránh cảm giác được sắt chiêu từ sau lưng sắp giáng lâm kiếm đàn cũng không hề quay đầu lại hắn ta nhanh chóng lộn người về phía trước đồng thời một cái khiên xương màu trắng đột nhiên xuất hiện trong nghề mắt đã biến thành to lớn cao một thước bảo vệ phía sau lưng hắn ta một cách vững chãi chiếc khiên xương này trước đây tôi chưa từng thiêng hắn ta sử dụng lúc này đột nhiên được mang ra dù sao nó cũng có tác dụng nhất định Mấy đòn công kích của quỷ đạo bí thuật đã bị tấm khiên xương chặn lại. Sau khi thực hiện quỷ dị hình thuật, thanh kiếm trên tay của tôi nhanh chóng đâm ra. Nó cũng bị chiếc khiên xương chặn lại. Nhưng vì vội vàng ứng chiến, sức mạnh của chiếc khiên chưa được kích phát tới mức tối đa. Bất ngờ gặp phải một đòn tấn công dữ dội như vậy. Trong nháy mắt chiếc khiên xương đã bị vỡ tan tành. Tôi thúc động năng lực đặc biệt của mắt phải, với năng lực của phương thức này bất kể thực thể hay âm hồn cũng giống như là tầm nhìn đặc biệt của mắt trái đều có thể áp dụng cho trạng thái âm hồn sau khi thúc động một phễu năng lượng xuất hiện vô biên âm khí được quán trú vào trong hồn thể kích phát cho đạo hạnh nâng cao lên tuy có chậm một bước cũng không thành vấn đề kiếm đàn cũng chỉ chặn được đòn công kích của tôi mà thôi lam liên ở bên cạnh cũng đã áp sát vào vị trí lam liên hóa thành một đảo kim quang đâm xuyên vào thân thể của kiếm đàn một tiếng kêu thét thảm thiết vang lên tay trái và chân trái của kiếm đàn đồng thời bị tách ra khỏi thân thể thân thể của lam liên là một kim giáp thi rất cường hãn với thân thể bất khả chín bại của cô ta cho dù là đại quỷ vương cũng phải khiếp sợ ngay cả thanh kiếm gỗ đào của tôi cũng khó mà để lại vết thương nghiêm trọng trên thân thể cô ta. Bị tiếp cận bởi một bậc vương giả cương thi cường hãn như vậy, ngay cả khi đối thủ là quỷ vương, hậu quả cũng có thể tưởng tượng được. Thân hình kiếm đàn phun ra một lượng lớn khói đen, thân hình hắn vừa lăn vừa liên tiếp dùng thanh kiếm xương, đâm ra liên tiếp. Bóng kiếm loang loáng đan vào nhau, những tiếng kêu choang choang phát ra mỗi khi thanh kiếm xương đâm vào người của Lam Liên Hỗn hợp kiếm đạo viết quỷ thuật phát huy sức mạnh khủng khiếp Thân hình của Lam Liên bị đánh văng đi Trên y phục của cô ta lỗ chỗ toàn lỗ thủng Nhưng mà thanh kiếm bằng xương chỉ có thể đâm vào da thịt của cô ta sâu vài phân Không thể đâm sâu hơn được nữa Điều này khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều ở phía bên kia Long Yêu phù bị con cốt mã đá vào mặt. Thân hình của hắn bị văng ra ngoài, nhưng hắn vẫn kịp đâm một nhát vào cổ của con cốt mã. Thân hình của con cốt mã ngã lăn quay ra đất, nó hít lên những tiếng thảm thiết, đất bồi bị cuốn lên mù mịt. Vừa vặn tôi hoàn thành việc kích phát năng lượng đặc biệt của mắt phải, khi lực vô biên dâng trào trong hồn. công lúc đó, dòng ngư quỷ vương lúc trước đang bỏ chạy Kiểu lúc đó song ngư quỷ vương lúc trước đang bỏ chạy, lúc này cũng đã lao trở lại công kích. Thì cũng đang lao về phía trước, nhất thời vô số nhát kiếm đã được đánh ra. trở thành kiếm gỗ đào còn mang theo âm lôi huyết hỏa, điên cuồng đâm chém vào thân thể đã mất đi một nửa của quỷ vương kiếm đàn. Lúc này thân hình đã biến mất một tay một chân của quỷ vương kiếm đàn đang nhào lộn trên không trung. Đến lúc này hắn ta mới có thể nhìn thấy ai đang tấn công mình hắn ta gầm lên giận dữ phương cương sao lại là ngươi người thật to gan sao ngừ người? người dám thông đồng với địch nhân người sẽ bị tất cả quỷ vương truy sát trong khi nói chuyện hắn ta vẫn vũ đồng thanh kiếm xương Điên cuồng ngăn chặn đòn tấn công kết hợp bằng đao kiếm của tôi và song ngư quỷ vương. Diệt chết hắn ta, đừng phí lời với hắn Tôi liền hét lên một tiếng tay của tôi không hề nhàn rỗi một chút nào. Tất cả mọi lực lượng đều dồn hết vào thanh kiếm gỗ đào. Những nhát kiếm điên cuồng được chém ra. Phía bên kia sát khí của song ngư quỷ vương dâng trào. Nghe xong tiếng cảnh cáo của kiếm đàn, cô ta biết mình không còn đường lui nữa. Kiếm đàn phải bị tiêu diệt. Nếu không nếu bị đám quỷ vương ở Mang Sơn kết tội là kẻ phản bội, hậu quả sẽ không sao có thể tưởng tượng nổi. Lúc này Kim Giáp Thi Lam Liên cùng Long Yêu Phổ đang ngã nhào trên mặt đất, tạm thời không thể giúp đỡ được. Chỉ có thể dựa vào kiếm của tôi và hắc đao của sông ngư dung hợp lại. Cả tôi và sông ngư đều kích phát sức mạnh tấn công lớn. Cuối cùng thì cũng đã phá vỡ được hàng phòng ngự của kiếm đàn. Trước khi đối phương còn chưa kịp phản ứng thành kiếm gỗ đào và hắc đao của sông ngư gần như cùng lúc chém vào chỗ yếu hại trên cổ của hắn ta kiếm đàn rút lên một tiếng thảm thiết liền ngay sau đó chiếc đầu lâu còn đội khôi giáp vang lên trời rồi rơi xuống lằn lồng lốc trên mặt đất bùng một tiếng một ngọn âm hòa bùng lên sau đó biến thành khói đen tiếp theo thân thể của hắn nổ tung thành những mảnh vỡ Màu nuốt hắn tôi liền hét tim một tiếng bọn tiểu tiên mang thân xác của tôi trên lưng lập tức xuất hiện ba nữ quỷ há miệng nuốt từng mảnh vỡ của âm khí đây là những mảnh vỡ của âm khí cấp độ quỷ vương lợi ích của việc nuốt chúng không cần phải nói cũng biết giết còn cốt bã tôi liền hét lên xoay người vung kiếm ở đằng kia song ngư quỷ vương không kịp đi tranh đoạt những mảnh âm khí của quỷ vương kiếm đạn cô ta vội quay người lại cùng tôi đuổi theo con cốt mã đang lăn người cố đứng dậy cầu lúc đó lam liên và long yêu phổ đã đứng lên cả hai liên cuồng lao tới con cốt mã nhưng ngày sau đó thì một cảnh tượng khiến cả bốn người chúng tôi phải chấn kinh đã xảy ra con cốt mã ngẩng đầu lên mà hí tiếp theo nó dừng dưng quan sát bốn người chúng tôi bốn chiếc chân to lớn của nó tung lên trong nhảy mắt đã hóa thành một đảo quang ảnh trước khi chúng tôi kịp bao vây nó đã, đã chạy vào trong sương mù dày đặc ở phía xa tôi có thể cảm nhận được rõ ràng đạo hành của con cốt mã chỉ là bán bộ quỷ vương nhưng mà tốc độ chạy của nó có thể sánh ngang với tỉa chớp căn bản không thể đuổi kịp được nữa rồi chúng tôi kinh ngạc nhìn con cốt mã biến mất trong lớp sương mù dày đặc chúng tôi chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau đây là sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, không ai có thể ngờ được rằng, còn cốt mã này lại có một tuyệt chiêu khủng bố đến như vậy. bọn họ đều là những người từng trải, biết không truy đuổi được, tất cả đều đã cùng nhau đáp xuống đất. Sao ngư quỷ vương khó hiểu nói, nó hoàn toàn có thể mang quỷ vương kiếm đạn thoát ra khỏi vòng vây của chúng ta, tại sao nó lại không làm như vậy? Nếu như tôi đoán không nhầm có lẽ nó đã bị kiếm đàn cứng hành, bắt phải làm nô dịch. Nó chỉ mong cho kiếm đàn chết đi. Kiếm đàn chết rồi cũng không còn ai khống chế nó nữa. Nó đã được tự do cho nên đến giờ phút cuối cùng nó mới sử dụng tuyệt kỹ để mà tự cứu mạng. Điều này gián tiếp cho thấy quỷ vương kiếm đàn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, cho nên mới bị con cốt mã chơi trong một vố, nếu như kiếm đàn đã hoàn toàn kiểm soát được nó, bà nãy khi mà kiếm đàn bị lâm huy, còn cốt mã đã hoàn toàn có khả năng đưa hắn ta thoát khỏi vòng vây. Tôi vừa nói chuyện vừa để âm hồn quy khiếu. Nói xong câu này thì âm hồn của tôi đã nhập vào thân thể rồi. Ôi chào những mảnh vỡ âm khí cấp độ quỷ vương. Phương Cường, người thật là vô sỉ. Chỉ trong một loáng tất cả đã bị nuốt sạch sẽ đúng là không biết điều. Song Ngư lên tiếng lào bào xác thực, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn như vậy, ba nữ quỷ bọn Tiểu Tiên đã nuốt sạch những mảnh vỡ âm khí của quỷ vương kiếm đàn. Song Ngư quỷ vương có muốn cũng không còn nữa. Việc này... Vừa mới mở mắt ra tôi đã phải đối diện với sự chỉ trích, sắc mạnh của tôi đỏ bừng cả lên. Tôi chừng mắt nhìn bọn tiểu tiên một cái, Mấy nước quỷ này quả thật quá tham lam. Bọn tiểu tiên dương dương tự đắc, không thèm để ý đến thái độ của tôi. Đúng là tôi đã quá nuông chiều, cho nên ba nữ quỷ này mới thành ra như vậy. Không cần nữa bởi vì các ngươi đã nuốt hết những mảnh vỡ âm khí rồi. Vậy thì giáp bộ và thanh kiếm xương này thuộc về bản vương. Sau ngựa quỷ vương không cam tâm chịu thua thiệt, cô ta bước tới thu lấy bộ giáp và thanh kiếm xương, do kiếm đàn để lại. Được rồi, tôi chỉ có thể nhặt nhó đồng ý. Nói một cách khác, vẫn là bên chúng tôi chiếm được tiện nghi, đương nhiên cũng không thể phủ nhận ý kiến của đối phương. Tại sao lại không có túi đựng các vật tư khác? Sông ngư quỷ vương đã tìm rất lâu cô ta ngơ ngác hỏi. Đột nhiên tôi giật mình sừng sốt, sắc mặt đại biến tôi vội vàng nói, hỏng rồi, Tất cả mọi tài nguyên tu luyện của quỷ vương kiếm đàn đều đặt trên lưng con cốt mã đó rồi. Sao? Sao ngư quỷ vương bằng hoàng nhìn về hướng con cốt mã đã biến mất? Một lúc lâu sau cô ta cũng chỉ biết cười khổ như tôi rồi đầm bẩm. Xem ra chúng ta bận rộn một hồi, cuối cùng lại đi may áo cưới cho người khác. Xem ra con yêu quái cốt mã sẽ sử dụng những tài nguyên còn lại của quỷ vương kiếm đàn. Nó sẽ tu luyện đến một cảnh giới càng khủng bố hơn phải không? không ngờ được hưởng lợi nhiều nhất lại là con cốt mã đúng thật là khốn kiếp giống như là sông ngư tất cả chúng tôi đều lên tiếng chửi bới con cốt mã đồng thời bày tỏ sự chán nản của mình sau khi tu trình một hồi sông ngư quỷ vương lên tiếng chào tạm biệt hai bên đã để lại cho nhau cách thức liên lạc tôi tiến cô ta đi nửa dặm đường sau đó đứng nhìn sông ngư quỷ vương biến mất trong màn sương mù dày đặc Tôi lặng lẽ đứng ở nơi đó, lấy điện thoại di động ra, ra hiệu cho Lam Liên và bọn tiểu tiên, dù có xảy ra việc gì cũng không cần phải quản. Đã là 13 giờ 27 phút, đến đúng phút thứ 28, bóng đen quỷ dị mà từ đầu tới cuối tôi không sao có thể chống lại sẽ xuất hiện. Không biết lần này tiếp điểm thời gian ban đầu sẽ đưa tôi trở lại khoảnh khắc nào. 13 giờ 28 phút, một tiếng tinh vang lên, một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai của tôi mà không hề báo trước. Dường như chỉ có tôi có thể nghe thấy, bởi vì đám người lam lên đứng xung quanh đều không nghe thấy động tính gì khác thường. Môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn Phương Cương, trong vô hạn tuần hoàn của thời gian cục, trong số rất nhiều xu hướng có thể xảy ra, đã lựa chọn thành công hướng đi và có lợi nhất cho bản thân, đồng thời tự thân định hình rất nhiều sự kiện lớn, nghịch chuyển loại năng lượng tích lũy đạt yêu cầu, hoàn thành thuận lợi việc che phủ tiếp điểm của các vòng thời gian tuần hoàn một cách xuất sắc. Định được hướng đi của các sự kiện trở thành sự thật, bản thân đã trở thành một cường nhân ngang hàng với cấp độ bán bộ quỷ vương, rất đáng chúc mừng, cho nên cục thời gian tuần hoàn đã được hóa giải. Cùng với những động tính này, thời gian trên màn hình điện thoại di chuyển về một giây trước đó. Thời gian một giây nhỏ bé nhưng nó đại diện cho thế giới tự do đằng sau cái lồng chụp của thời gian cục, nó rộng lớn vô cùng. Thân thể của tôi như là bị sét đánh trúng, toàn thân đồng thời chấn động. Mắt của tôi mở trừng trừng đầu óc trống váng. Đây là Tôi giờ điện thoại lên, cẩn thận nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình, tôi không thể tin vào mắt của mình nữa. Tôi đưa tay áo lên rồi mắt, sau đó lại một lần nữa nhìn lại. Nhất thời tôi cảm thấy thế giới trước mặt tôi đang quay cuồng. Sau đó một loạt pháo hoa xuyên tùng bầu trời, chiếu sáng mặt đất, niềm vui vỡ hòa trong tôi. Bị mắc kẹt trong vòng thời gian chết tiệt hơn một nghìn lần rồi, ngay cả nôn cũng không thể nôn ra được. Nếu tôi không có ý chí mạnh mẽ Đoán định rằng chắc chắn tôi sẽ thoát khỏi khó khăn Nhưng mà tôi không biết mình có thể chống đỡ nổi không Nỗi khổ sở trong đó không thể hình dung được Chỉ có mình tôi là người duy nhất trải qua vòng lập của thời gian Còn những con quỷ đồng hành với tôi Đều không nhận thức được điều này Phiền não không biết phải nói với ai Chỉ có quỷ mới biết được những gì tôi đang phải trải qua môn chủ người làm sao vậy long yêu phủ nghi ngờ nhìn tôi hắn không hiểu tôi đang làm gì chỉ thấy tôi đang run run cầm điện thoại đứng ngây người ra ở đó trong mắt của hắn và lam liên có lẽ lúc này chồng tôi giống như đang sợ hãi một điều gì đó bị câu nói của long yêu phổ kéo tôi quay về thực tại tôi nhìn phía long yêu phổ cùng lam liên vui vẻ nói không sao không sao Ta vừa nghĩ tới một chuyện rất vui mừng và thôi. Phải rồi mọi người cảnh giới giúp ta một lúc, ta đang muốn có thêm một chút thời gian. Nói xong những lời này tôi nhìn về phía trước mặt có một cây cổ thụ cao lớn, tôi trực tiếp bước thẳng tới. Tôi vườn tay bấu vào thân cây, rồi dùng cả tay lẫn chân trèo lên thoăn thoát như một con vượn. Cho đến khi đựng tới một đán cây cao hàng chục mét, Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào phi vào người của một con đại mãng xà đang cuộn trên cành cây. thế không hề khách sáo chiếm lấy vị trí của nó. Sau đó tôi ngồi trên cành cây phóng tầm mắt nhìn ra xa. Con đại mãng xà bị hất tung đi. Trên không trung vạch thành một hình vòng cung rồi rơi xuống một cái cây gần đó. Thân hình nó cuộn trần vào cành cây. Cái đầu rắn khổng lồ hướng về phía tôi. Nó hạ cái miệng to giống như là chậu máu cái lưỡi trẻ đôi của nó không ngừng thỏ ra thột vào, điều bộ giống như là muốn quyết tử với tôi một trận. Nhưng nó ở cách xa tôi, chỉ có thể ở đó mà thì uy. Tự như một đứa trẻ làm mặt quỷ thẻ lưỡi trêu lại nó, con đại mãng xà tức giận bỏ loanh quanh trên thân cây. Tôi ngẩng đầu lên cười rất thoải mái. Tôi nhìn thấy núi sông bị sương mù dày đặc bao phủ phía xa, mà cảm khái vạn phần. Tôi đã trải qua một nghìn lần trong vòng thời gian lặp lại. Ấn tượng quá sâu đậm. Nó đã chủ định cả cuộc đời này tôi không thể quên được. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng thời gian đáng sợ như một con quái vật vô cùng khủng khiếp. Nó đủ để phá hủy, làm suy sụp tâm linh mạnh mẽ nhất. Hạn cuối cùng của mình đi hay không bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay giết chết một cô gái đầy sức sống như là mai nhã thúc may mà điều này không xảy ra thì chỉ có thể thầm cảm ơn trời xanh đã che chở không đúng đó không phải là trời xanh tay của tôi dường như vang vọng giọng nói của một nữ nhân khi mà cục thời gian được giải khai điều này hoàn toàn chứng minh suy đoán của tôi trước đây đó là một cục thời gian được thiết lập bằng nhân tạo lợi dụng sự tồn tại của năng lượng tự nhiên là ai vậy thật sự là nữ hay sao hay đây chỉ là có ý bày trò huyền huyễn có thể là nam nhân dùng giọng nữ để nói với tôi tôi cố gắng lấy bình tĩnh lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút trong đầu của tôi tái diễn lại cảnh tượng trong vòng lặp của thời gian cục có quá nhiều ký ức quá sâu sắc hiện tại nghĩ lại tôi cảm thấy giống như mình đang quay trở lại một vòng lặp của thời gian cảm giác rất khó chịu có thể thấy những trải nghiệm quỷ dị này khiến cho người ta kinh tâm động phách đến thế nào rồi hiện tại cục thời gian đã được giải khai tôi đã được tự do nhưng những nghi ngờ vẫn tiếp tục ập tới việc con người lợi dụng năng lượng tự nhiên để thúc động thời gian cục lại còn là mô thức tuần hoàn vô hạn nữa không cần phải nói đây cũng là một cấm thuật trong cấm thuật thiết lập nên cục thời gian này ít nhất cũng phải tiêu tốn một phần lớn pháp lực thậm chí cả nguyên thọ và tinh huyết cũng bị hao tổn đi rất nhiều hơn nữa cấp độ đạo hành của vị đại năng này rất có thể là cấp độ lục địa thần tiên đại viên mãn thậm chí còn đạt đến bán bộ phi tiên cũng không biết chừng điều này có khả thi không tôi nghĩ đến điều này bằng một thái độ hoài nghi Tình huống chân thực là cả tôi và Lâm Danh Nhữ đều không sở trường về pháp thuật thời gian quỷ dị. Loại hình truyền thừa này rất thần bí. Ngay cả trên thế gian có bao nhiêu người biết được vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải. Vì vậy không thể đánh giá chính xác mức độ đạo hạnh thực sự của người thực hiện cục thời gian này. Có thể là siêu cao, cao đến mức tôi cần phải ngước mặt nhìn lên, hoặc cũng có thể gần giống như là tôi, chẳng qua chỉ là thi triển một loại bí thuật vô cùng quỷ dị mà thôi tôi chỉ có thể nhận định như vậy về những thứ mà tôi không quen thuộc nếu không sẽ là không nhìn nhận khách quan đạo hành của người thi thuật rốt cuộc cao như thế nào hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng nhưng mà vấn đề chính không phải là chuyện này mà điều quan trọng là người đó phải thi triển một cấm thuật tuyệt kỹ phải tiêu hao một năng lượng vô cùng khủng bố, mục đích là để làm gì? Câu hỏi này cứ lờn vờn trong đầu của tôi. Sau đó âm thanh giọng nói khi thời gian cục được giải khai lại vang lên trong tai của tôi. Giọng nói đó thực sự là bày tỏ sự chúc mừng đối với việc cấp độ của tôi thăng tiến tới hàng bán bộ quỷ vương. Còn nữa nghe những lời nói đó tôi có thể cảm thấy cả đứng sau không hề có ác ý chút nào với khả năng của người đó hoàn toàn có cơ hội sát hại tôi nhưng mà loại sự việc này đã phát sinh nó chỉ khiến cho tôi liên tục tuần hoàn quá trình này hầu như tôi đã cảm nhận được trước tương lai sau đó thì tôi tiếp tục chỉnh sửa lại kế hoạch của mình cuối cùng tôi đã đưa ra một kế hoạch hành động có lợi nhất cho mình không chỉ cứu được rất nhiều người gặp nạn tôi còn dùng dư luận để ảnh hưởng đến thiên hạ tấn công nhiều mang sân quỷ vương vợ chồng tăng tú khuynh bị đánh cho tàn phế quỷ vương kiếm đàn bị tiêu diệt có thể biết được những con quỷ vương này có ảnh hưởng lớn đến hình thức trong tương lai của thế giới tôi đã khiến cho bọn chúng phải ra mặt sớm cải biến to lớn đến các thế lực tương lai cho nên lần cuối cùng này thúc tiến được mốc thời gian ban đầu tiến về phía trước cho đến khi hết thời gian là 13 giờ 28 phút, tôi đã hoàn thành việc phá giải thời gian cục. Sau khi thời gian cục này kết thúc, ai sẽ là người được hưởng lợi lớn nhất? Rất dễ để nhận thấy đó chính là tôi. Nếu không có thời gian cục này, cấp độ đạo hành của tôi sẽ không thể tiến bộ nhanh như vậy. Sau khi gặp Mông Thái và hội tụ với những người khác, chúng tôi sẽ đi vào Mang Sơn, gặp đôi vợ chồng Tăng Thú Khuynh bởi vì đối phương có sức mạnh quá khủng khiếp. Hơn nữa phía bên tôi có kẻ phản đồ. Hành tung của tôi và mông thái bị bại lộ. Chúng tôi sẽ bị vợ chồng đôi quỷ vương đó hại chết. Nhìn đến màn biểu diễn xuất thần nhập hóa của Tây Vương, tôi lạnh hết cả sống lưng. Nếu không phải có thời gian cục, hắc bạch vô thường đã lạnh ít dữ nhiều. Cho nên nói sau khi biến đổi những kịch tình này, tôi mới là người hưởng lợi ích nhất. Cũng chính là nói người sắp đặt lên thời gian cục này đang giúp tôi, giúp tôi nâng cao đạo hạnh và kinh nghiệm, thậm chí giữ lại được mạng sống bấp bênh của tôi. Phun ra một vòng khói tôi khẳng định người bày bố lên thời gian cục là bạn chứ không phải kẻ thù. Không, từ bạn này không thể diễn tả được bằng sự giúp đỡ và ủng hộ của người này dành cho tôi. Đây cũng bằng với ân cứu mạng, trong lòng của tôi cảm kích không thể nào hơn được nữa tôi lẩm bẩm bất kể bạn là ai bất kể bạn có nghe được hay không tôi vẫn cần phải nói một câu phương cương xin cảm tạ đại ân đại đức của bạn con trai mẹ rất vui khi thích con đã trưởng thành mẹ rất vui con không cần phải khách sáo với mẹ một giọng nói nữ thoang thoảng như từ một nơi xa xôi miễn diệu đột nhiên chuyển đến tai của tôi Điều thuốc trên ngón tay của tôi rơi xuống Mắt tôi đột nhiên mở thật to Tôi nhanh chóng cho tay vào trong túi áo Sau đó lấy ra chiếc quan tài nhỏ trong suốt Có thi thể mẹ tôi mãi nhược noãn Tôi mở to mắt nhìn vào mỹ nhân Đang nhắm mắt nằm ngủ bên trong quan tài Trong lòng của tôi đầy sóng gió Tôi hiểu rồi tôi đã hiểu hết tất cả Người bày bố lên thời gian cực chính là mẹ tôi mãi nhược noãn Đúng vậy, tiếp điểm thời gian ban đầu chẳng phải là thời khắc tôi mang đến chiếc quan tài nhỏ trong suốt, mà đến bãi cỏ cạnh bờ sông đó hay sao? Và thời điểm đó, chính chiếc quan tài nhỏ trong suốt ẩn chứa sức mạnh bí ẩn này đã thúc độc thời gian cục. Còn nữa, bóng đen lúc nào cũng có thể đánh đất tôi. Tôi luôn không hiểu được tại sao tôi đã dùng tất cả mọi thủ đoạn để bảo vệ đều không có tác dụng. Nhưng mà lúc này thì tôi đã hiểu được bóng đèn đó chính là hình thái do mẫu thân mãi nhược noãn triển hiện ra. Mẹ tôi luôn ở trên người của tôi, như vậy thì mọi biện pháp bảo vệ đều vô dụng đối với tôi. Mẹ tôi luôn ở bên cạnh tôi, tất nhiên bất cứ lúc nào mẹ tôi cũng có thể đập cho tôi một trường ngất đi. Những pháo đài vững chãi nhất thường bị công phá từ bên trong, mà tôi chính là một ví dụ sống động. Ai có thể tưởng tượng được rằng thủ đoàn được đặt trên thân thể của mình như một lá bài cứu mạng. Mỗi lần xuất hiện lại hạ gục tôi, thảo nào mà tôi thúc động chiếc quan tài nhỏ tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ, đều không thể ngăn chặn được một trường của bóng đen. Hóa ra bản thân bóng đèn đó đang ở bên trong lớp lá chắn bảo vệ. Mẹ! Thật sâu trong đáy lòng tôi hét lên một tiếng, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt của tôi chảy ra tôi áp mặt vào chiếc quan tài nhỏ trong suốt tôi cảm thấy thân xác không có linh hồn trong chiếc quan tài nhỏ đang dao động trong đầu của tôi không hiểu sao được nếu không có linh hồn chỉ dựa vào một thân xác làm sao mẹ tôi có thể dùng pháp khí là chiếc quan tài nhỏ bé này kết hợp với năng lượng tự nhiên để bày bố lên một thời gian cục có vòng tuần hoàn thời gian vô tận nói như vậy linh hồn mẹ tôi đã từng nhập vào trong thân xác đột nhiên tôi nhớ đến một cảnh tượng đó là gặp âm hồn của toàn lãnh thiền công kích trong lúc nguy cấp chiếc quan tài nhỏ đã tự động bảo vệ giúp tôi thoát được một sát chiêu lúc đó tôi đã mơ hồ cảm thích được linh hồn của mẫu thân đã nhập vào thân xác nhưng mà sau khi xem xét kỹ lại tôi phát hiện thấy trong thân xác vẫn không có linh hồn xem ra lúc đó tôi không hề bị ảo giác chẳng lẽ linh hồn thất lạc của mẹ tôi đã nhiều lần trở lại trong thân xác nếu không phải như vậy rất có để giải thích làm thế nào mà mẹ tôi có thể thúc động được thời gian cục còn nữa liên tiếp hai lần giọng nói của mẹ tôi truyền âm đến cho tôi chứng tỏ linh hồn của mẹ tôi luôn bí mật dõi theo mẹ mẹ ở đâu mẹ xuất hiện để gặp con đi Tôi kích động dùng mình một cái vì tôi đang đứng ở trên cành cây không dám lớn tiếng kêu to. Tôi đành phải trầm giọng mà hét lên. Nghe giống như là một con thú đã bị thương. Tôi hy vọng vài giây phút sau linh hồn của mẹ tôi sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi. Khi đó tôi có thể thi pháp cho linh hồn của mẹ tôi nhập vật thể xác. Mẹ tôi sẽ sống lại. Thật đáng tiếc tôi đã thấp giọng gọi hơn 10 phút nhưng mà mỹ nhân đang ngủ say trong chiếc quan tài nhỏ vẫn không hề nhúc nhích. Linh hồn của má Nhược Noãn cũng không xuất hiện. Điều này khiến cho tôi rất thất vọng. Tôi cũng rất khó hiểu, rõ ràng là linh hồn của mẹ tôi đã tìm thấy tôi rồi, nhưng lại tránh mặt không chịu xuất hiện. Chẳng lẽ lại có điều gì không thể nói ra hay sao? Nhưng mà tôi có thể khẳng định mẹ tôi không định, mẹ tôi không định nhận tôi vào thời điểm này. Nhận thức này đối với tôi là một đòn đả kích rất lớn, nhưng mà tôi sẽ không thể nhàm chán. Không biết mẹ tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để thiết lập ra thời gian cục giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn. Tôi không thể phụ lòng mẹ tôi được. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải để cho mẹ tôi tự hào và hãnh diện về tôi. Chưa bao giờ những cảm xúc lại tràn ngập trong lòng như vậy. Tôi ôm chặt chiếc quan tài nhỏ rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Nửa tiếng đồng hồ sau tôi đã trở lại bình thường và trèo xuống khỏi cái cây. Phương ca, phương ca không sao chứ. Tiêu ngọc âm u bay lên, tâm linh của bọn họ liên thông với tâm linh của tôi. Tuy rằng quyền chủ động là ở tôi, nhưng bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của tôi. Không sao đâu. Tôi liền quay sang nói với Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đang tỏ ra quan tâm đến tôi. Đại ca, đừng quá thương tâm, nhìn người xem đôi mắt đỏ hoe, người khóc sao hả, không đáng mặt nam nhân. Kim Ngọc Hòa đang lên tiếng chế giễu tôi. Tiểu tiền không thèm để ý, cô ta trực tiếp bày đến rồi ngồi trên vai của tôi. Sau đó tiểu tiên ôm lấy đầu của tôi và vỗ vào gáy của tôi để an ủi những lời nói của kim ngọc khoa chẳng khác nào và trần điểm yếu của tôi trước mặt của lam liên và long yêu phổ đúng là rất quá đáng mà cậu bé này thế giờ khóc giờ cười bẻo mũi của tiểu tiên chỉ là ta muốn bảo trì ngoại hình tuổi tác như vậy mà thôi thực ra tiểu tiên cũng là một thiếu niên rồi đại ca không được phép bẻo mũi tiểu tiên như vậy nữa tiểu tiên làm bộ khó chịu né tránh cánh tay của tôi được rồi, được rồi, tiểu tiên của nhà ta đã lớn rồi. Ai dám nói tiểu tiên là trẻ con? Ta sẽ chừng trị kẻ đó. Tiểu tiên đã là một đại cô nương trong đám nữ quỷ rồi. Lại còn là siêu đấu sĩ trong nhóm nữ quỷ nữa. Thư tùy tiền đáp lại một câu, tiểu tiên thích chí cười tuê tuết, đôi chân cứ đá qua đá lại, đúng là đồ không biết an phận. Vốn dĩ cảm xúc đang bị thương buồn bã, bị con tiểu nha đầu này chọc phá, cảm xúc bi thương đã hoàn toàn biến mất. Tôi đã trở lại chẳng thấy vui vẻ, có mấy nữ quỷ này bên cạnh tôi không thiếu hơi ấm của người thân. Là tôi đã cứu được mấy âm hồn tội nghiệp này phải không? Đúng vậy, ngày đầu chính xác là như vậy. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, tính chất đã thay đổi là tôi cứu bọn họ nhưng cũng đồng thời cứu được tâm thái không vui của tôi. Đòi lấy tình cảm và sự ấm áp không gì có thể đánh đổi được. Cứu người khác là cứu chính bản thân của mình. Những lời này đã được chứng minh rõ ràng cũng như soi, cũng coi như là sự thể hiện của thiện có thiện báo. Mẹ tôi sớm muộn gì cũng trở lại bên tôi. Trước lúc đó tôi phải khiến cho mẹ tôi yên tâm về tôi mới được. Tôi tự động viên bản thân của mình tạm thời các việc này lại đã. Trong lúc Tiểu Tiên đang ngồi trên vai của tôi, tôi ra hiểu cho mọi người tạm thời tìm một nơi để ẩn nấp một thời gian. Lúc này thời gian cục tuy đã hóa giải, nhưng mà ngũ hành cấm chế của Mang Sơn vẫn còn. Trận chiến tranh giành thứ hạng của đám quỷ vương vẫn còn đó. Cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn đang tiến hành. Bởi vì những việc này đang thu hút sự chú ý cho nên tin tức về ba con quỷ vương đã xảy ra chuyện vẫn chưa thu hút được sự chú ý của Mang Sơn. Nhân cơ hội này chúng tôi phải ẩn nấp đi. Chờ đến khi ngũ hành cấm chế được giải khai, chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi Mang Sơn. Kết quả chiến đấu rất phong phú, kế hoạch đột nhập vào Mang Sơn quỷ vực đã phải tạm dừng. Nhưng mà mồ tăng cục thì vẫn còn. Có điều tạm thời chúng tôi phải tạm tránh mũi nhọn đợi vài ngày nữa khi cuộc chiến tranh giành địa vị ở mang sơn nắng xuống tôi sẽ cùng mông thái vào núi để phá mộ táng cục đó chính là mộ táng cục kết hợp với sơn xuyên đại thế vô cùng khủng bố muốn giải khai chỉ dựa vào sức mạnh của một mình tôi cũng đã không đủ nếu mông thái và cao thủ của hai đại tông đều cùng tới tôi sẽ mượn dùng năng lực của bọn họ còn về vụ ám sát hai vợ chồng tăng tú khuynh tôi chỉ có thể viện ra một lý do hợp lý để giải thích với mông thái hy vọng rằng có bị hắn ta mắng cho vút mặt không kịp 15 giờ 10 phút chiều ngày 19 tháng 9 ngũ hành cấm chế trong mang sơn quỷ vực đã âm thầm giải khai sớm hơn nhiều so với dự kiến của tôi có vẻ như là bảng xếp hạng quỷ vương đã được lập lại ngay sau khi ngũ hành cấm chế được giải khai cố anh đã bay trở lại chỗ của tôi đường dây đường phá hủy thuận lợi tất cả mọi người trên chuyến tàu cao tốc đó đều được cứu chỉ có con gì yêu cá sấu chui ra khỏi mặt đất là cố anh không kịp thu thập được hành tung của nó cũng có thể biết được điều này tôi cũng đã sớm dự đoán cho nên tôi cũng không quá kinh ngạc tôi khích lệ khen ngợi một hồi sau đó để cố anh quay trở lại sơn đại quỷ quan mang sơn nơi mà tuyệt đối thị phi không nên ở lại lâu quan tâm nhiều để mà làm gì chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ trở nên lộn xộn vì sự biến mất của ba đại quỷ vương để giảm bớt sự nghi ngờ và tránh làm hại cá trong ao chúng tôi vẫn nhanh chóng chuồn khỏi đây để cho bọn tiểu tiên và long yêu phù trở vào trong người giấy và trong sơ đại quỷ quan kim giáp thi lam liên tiếp tục ẩn thân tôi nhanh chóng rời khỏi mang sơn tiến về phía ngưu sư thị khoảng gần 6 giờ chiều tôi huyễn hóa giống như một người bình thường đứng trước quán trà đỉnh phúc ký nổi tiếng ở ngưu sư thị đây chính là địa điểm tôi gọi điện gặp được bọn mông thái trong chu kỳ thời gian cuối cùng tôi cũng không gọi cho mông thái đương nhiên không hề thay đổi thời gian gặp mặt cho nên là mọi việc đều đúng như kế hoạch Chúng tôi ở đây hội tụ trong một phòng riêng của quán trà. Nhìn lên tấm bằng hiệu cổ kính, trên đó có treo tấm biển của một nhà thư pháp nổi tiếng viết. Tương truyền quán trà này đã có hàng trăm năm lịch sử. Đây là quán trà lớn nhất ở Ngưu Sư Thị. Trường quầy đời đời nối tiếp nhau. Đây chính là một sản nghiệp lớn do tổ tiên truyền lại. Mới vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng ở trong miệng, hoàn toàn không thể so sánh được. Tôi bước chân vào trong quán trà có mấy cô gái xinh đẹp trong bộ sườn xám quay mặt ra nhìn. Một cô gái trong số họ tiến đến lịch sự chào hỏi tôi. Tôi nhẹ nhàng nói. Đưa tôi đến Hải Xuyên Các trên tầng 3. Hóa ra là khách quý đã đến rồi. Có mấy vị khách quý đã dặn dò trước. Nói rằng trong khoảng thời gian này tiên sinh sẽ tới. Thật rất đúng giờ. Nếu nhân viên phục vụ mỉm cười đáp lại sau đó đưa tay của tôi sau đó đưa tay mời tôi lên trên lầu. Quán trà này cung cấp hầu hết các loại trà nổi tiếng trên thế giới, ngoài ra còn có một số loại trà thượng hạng. Nghe nói một vạn tệ chỉ mua được một lạng, chỉ những khách VIP thường trà loại này mới có thể lên tầng 3, còn có cả tầng 4 thân mật nữa. Có thể lên được tầng 4 đó là một điều mà khách VIP cũng không thể hình dung được có thể tiếp đãi những loại khách hào ra nào tôi cũng không quan tâm. Cô gái mặc sườn xám dẫn tôi lên tận tầng 3, đến một gian phòng có ghi tấm biển hiệu, hải xuyên các thì dừng lại. Cô gái lịch sự gõ cửa, một âm thanh quen thuộc từ bên trong vọng ra. mau mời vào. Tôi mỉm cười để cho cô gái phục vụ mấy tờ 100 tệ, coi như là tiền boa rồi xoa tay. Cô gái mỉm cười rồi lui ra, Nhìn xung quanh không có ai Cũng không phát hiện ra có thiết bị giám sát Tôi đã giải khai huyễn thuật Để lộ ra bản lai diện mục Bạch phát quỷ sư của chính mình Không đợi tôi vẫn nắm cửa Cánh cửa phòng từ động mở xa Mông thái đang đứng phía sau cánh cửa Có vẻ như hắn ta có chút thức giận Vừa nhìn thấy tôi Hắn ta liền mỉm cười mời tôi vào bên trong Tiểu cường người tới rất đúng giờ phải không? Mông Thái nói đùa một câu Đợi cho tôi bước vào bên trong phòng hắn ta liền khóa ngay cửa lại. Bốn người trong nhà từ lâu đã đứng dậy, bọn họ mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn lướt qua sau đó vội vàng nản ra một nụ cười bước lên trước chắp tay làm lễ. Sau đó thì tôi lên tiếng nói. Phiền các vị đã phải chờ đợi lâu, Phương Cường xin thứ lỗi. Vô lượng thọ, Phương Môn chủ vẫn khách khí như ngày trước, Đại trưởng lão Linh Trần Tử chân nhân của Long Hồ Sơn lên tiếng chào hỏi tôi. Lão ta vẫn ăn mặc giống như ngày trước đây. Đạo bào cũ dích trên lưng mang một thanh kiếm gỗ đào trông rất tầm thường. Ngày trước sau khi tạm biệt không ngờ lại gặp phương môn chủ ở đây. Sự tiến bộ vượt bậc của môn chủ khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Nhị vị đạo trưởng diệu ảnh tử của Long Hồ Sơn cũng mặc áo đạo sĩ khuôn mặt tuấn mỹ yêu nhã sau khi nhìn ngắm tôi một hồi lâu cây phất trần trên tay vung lên chào hỏi tôi tôi không khỏi giật mình biết rằng đối phương đã cảm nhận được đạo hạnh tàng ẩn của tôi đang dao động lão ta cũng biết rằng tôi đã tiến bộ lên rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn cho nên lão ta mới nói ra điều này có thể thấy điều này khủng bố đến mức độ như thế nào vu sung trưởng môn của Mao Sơn phổ môn mỉm cười chào tôi. Tôi không dám chậm chế cùng bao vị đại trường lão bắt đầu hàn huyên. Cái cổng ánh mắt của tôi rơi vào một người nữ nhân lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi quay lại nhìn vô sung ra hiểu hắn ta giới thiệu thêm một chút. Đây là một nữ nhân xem ra còn khá trẻ, khoảng 27-28 tuổi. Khuôn mặt chỉ có thể nói là thanh tú, nữ nhân này không mặc đạo bào chỉ là một chiếc váy trắng bình thường dài đến đầu gối tóc xóa ngang vai trông rất giản dị không có gì kỳ lạ loại cô nương ăn mặc bình thường này trên phố có rất nhiều nhưng mà vừa đưa mắt nhìn nữ nhân này tim của tôi tết đập thình thịch nữ nhân này có một ánh mắt nhìn rất đặc biệt đó là ánh mắt lạnh lùng đầy oán hận ý chí tự lập xa lánh thế gian Ngoài sự lạnh lùng khó tàn này Thứ còn lại ánh mắt nhìn thấu những thăng trầm của thế gian Thật kinh ngạc khi nhìn thấy những thăng trầm của thế gian Trong đôi mắt của nữ nhân như vậy Thứ có thể xác định tuổi tác thực sự của nữ nhân này Chắc chắn không phải là hơn 20 tuổi Đây là một cao thủ về thuật trụ nhan Phương Bồn Chủ Để ta giới thiệu với các ngươi Đây là Mao Sơn Đại Cung Phụng Mạc Vân Yên Nữ Sĩ nghe được uh, sự việc của chúng ta đại cung phụng vừa xuất quan không lâu liền đi cùng chúng ta tới đây có cô ta ở đây bất kể chúng ta làm việc gì cũng đều thuận lợi vô sung mỉm cười giới thiệu sau đó vô sung quay đầu lại sau đó thì vô sung quay đầu lại với vẻ mặt điềm tính giới thiệu danh tính của tôi với mạc vân yên thực ra đây chỉ là thủ tục còn ai không muốn biết khuôn mặt của tôi nữa chứ vân cung phụng từ lâu đã rất ngưỡng mộ tôi cười tươi chấp quyền thi lễ phương môn chủ uy danh chấn thiên hạ bàn tòa phải nên nói một câu từ lâu đã ngưỡng mộ rồi mạc vân yên khách sáo đáp lại trên khuôn mặt mang theo nét cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng thờ ơ điều này khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu nếu nói tiểu sư muội trước đây luôn lạnh lùng cao ngạo nhưng nếu đứng trước mặt của mạc vân yên này Đột nhiên tôi cảm thấy tiểu sư muội còn nhiệt tình hơn rất nhiều. Vì nữ nhân này từ trong xương cốt tàn phát ra bột khí tức khiến người ta không dám lại gần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.